chú Tư Hậu, chú Tư Hậu có nhà đó không? À, Bảy Hưng hả? Chú ghé qua thăm vườn cây ăn trái của tôi đó ha. Ngồi xuống uống miếng nước, rồi tôi dẫn chú đi xem nha. Chuyện đó hẳn cứ để sau đi. Chú Tư Hậu nè, tôi tới vì cục bảo vệ thực vật vừa báo tin lô hàng hổm rài bị trả về. Họ tạm dừng xuất khẩu đối với mã số cơ sở đóng gói của tôi rồi, cả mã số vùng trồng của chú nữa đó. Chú nói gì? Sao vườn nhà tôi lại bị thu hồi mã số vùng trồng chứ? Có phải có nhầm lẫn gì rồi hay không vậy? Nếu không có mã số vùng trồng á, thì chỗ trái cây của tôi phải làm sao? Chú cứ bình tĩnh, chuyện đâu á còn có đó mà. Chú cứ để tôi phải gọi ngay cho bên trên mới được. Chi cục bảo vệ thực vật xin nghe, còn hỗ trợ được gì cho chú à? Cô nè, vườn cây ăn trái nhà tôi mới được cấp mã số vùng trồng cách đây không lâu, vừa đóng gói bên cơ sở Bảy Hưng đem đi xuất khẩu. Sao bữa nay cả tôi với ổng đều bị thu hồi rồi? Chuyện này làm sao vậy cô? Dạ, chi cục cũng vừa nhận được thông báo từ cục bảo vệ thực vật và trên cơ sở dữ liệu quốc gia về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói về lô hàng vi phạm quy định của nước nhập khẩu liên quan đến mã số vùng trồng của chú và cơ sở đóng gói của chú Bảy Hưng à. Sao lại có cái đó ta? Cục bảo vệ thực vật đã có văn bản đề nghị vườn trồng và cơ sở đóng gói của hai chú phải tạm dừng xuất khẩu trong thời gian tới theo yêu cầu của nước nhập khẩu. Chi cục tụi con sẽ phối hợp với cục bảo vệ thực vật điều tra cụ thể nguyên nhân và hướng dẫn hai chú thực hiện các biện pháp khắc phục phù hợp. Báo cáo kết quả các biện pháp khắc phục sẽ được gửi về cục bảo vệ thực vật để cơ quan bảo vệ thực vật các nước nhập khẩu xem xét. Cục bảo vệ thực vật sẽ đàm phán để được chấp nhận các biện pháp khắc phục. Vậy khi nào thì tụi tôi được cấp lại mã số hả cô? Hai chú lưu ý giúp con, chỉ khi nào cơ quan bảo vệ thực vật của nước nhập khẩu nhận thấy các biện pháp khắc phục của hai chú thực hiện đáp ứng được các yêu cầu của họ thì mã số của hai chú mới được phục hồi. Nếu họ yêu cầu bổ sung thì tụi con lại hướng dẫn chú thực hiện thêm nha. Con sẽ thông báo cụ thể cho chú nha. Đồng thời mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sẽ được cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia của cục bảo vệ thực vật. Thật vậy sao? Vậy là trái cây của tôi vẫn sẽ được xuất khẩu đi các nước đúng không cô? Dạ, khi mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói được phục hồi, hai chú mới được xuất khẩu trở lại tiếp à nghe. Tuy nhiên, nếu vi phạm bị nước nhập khẩu coi là nghiêm trọng hoặc biện pháp khắc phục của chú không được chấp nhận thì mã số sẽ bị hủy luôn đó chú. Vì vậy các chú và bà con cũng rất lưu ý trong quá trình sản xuất không để vi phạm quy định à nghe. Vậy là từ giờ tôi với chú phải cẩn thận hơn trong quá trình trồng trọt rồi sản xuất đó nha. Phải để ý hơn mới được. Dạ đúng rồi đó chú. Nếu còn gì thắc mắc, chú cứ gọi về chi cục để được hướng dẫn cụ thể hơn à. Dạ tụi tôi biết rồi. Cảm ơn cô đã hướng dẫn tụi tôi nha.